Vào thời điểm đó thì mình biết ở trên mạng có một số nhóm gọi là CBO, những cái nhóm tự lực của cộng đồng. Họ cũng có quảng bá về họ, tức là họ là cái nơi mà có thể chia sẻ hay là cho lời khuyên. Mình không chắc là họ có thể giúp được gì cho mình. Không chắc là liệu là họ có thân thiện với mình hơn là cái cách mà cái phòng khám nó đối xử với mình hay không. Mình có gặp anh Phong và ảnh giới thiệu mình qua bên phòng khám trung tâm y tế và hỗ trợ cộng đồng quận 8. Lúc mà mình cần giúp thì mình đã nhận được lời khuyên, và rất may cho mình là mình đã tìm được đúng người. Cái người đó sẵn sàng ngồi để lắng nghe mình, và hai người trao đổi với nhau rất là chân tình, thân mật. Và có nhiều chỗ họ chỉ mình đi rất là lòng vòng, và mình nghĩ không có hiệu quả.